Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Hôm nay mình sẽ ra bộ đề thi lý thuyết lái xe ở bang California của Mỹ. Cái bộ đề thi này mình làm video để có thể là giúp các bạn ở Việt Nam sắp sang định cư ở Mỹ có thể xem trước để mà khi mà qua Mỹ mình thi lái xe mình có thể tiết kiệm được thời gian đó các bạn. Hoặc là các bạn mới sang Mỹ chuẩn bị thi để lấy bằng lái xe thì các bạn cũng có thể xem qua mỗi ngày các bạn xem chút xem đi xem lại thì tự các bạn sẽ nhớ và các bạn sẽ thi sẽ rất là dễ dàng và tiện lợi. Mình ra bộ đề thi này cũng mong giúp các bạn được dễ dàng trong việc thi lấy bằng lái xe ở bang California của Mỹ. Mình mời các bạn cùng xem với mình nha. Câu hỏi số 1. Bảng hiệu nào cho bạn biết không được quẹo khi đèn đỏ? Đáp án đúng là A. Câu hỏi số 2. Điều nào sau đây đúng khi lượng cồn trong máu BAC không phụ thuộc vào A. Bạn khỏe bao nhiêu? B. Cân nặng bao nhiêu? C. Bao lâu kể từ khi bạn uống rượu? Đáp án đúng là A. Bạn khỏe bao nhiêu? Câu hỏi số 3. Có phải thói quen tốt là khi bạn bật tín hiệu liên tục trong suốt 100 feet trước khi bạn rẽ tại giao lộ không? A. Trừ khi bạn đang ở làn đường được chỉ định để rẽ. B. Trừ khi bạn rẽ và có đèn tín hiệu mũi tên màu xanh bảo vệ. C. Ngay cả khi bạn không thấy các xe khác xung quanh. Đáp án đúng là C. Ngay cả khi bạn không thấy các xe khác xung quanh. Câu hỏi số 4. Bạn nên làm gì nếu đèn giao thông đổi từ xanh sang vàng và bạn đang tiến tới giao lộ? A. Tăng tốc và lái vượt qua giao lộ càng nhanh càng tốt. B. Chậm lại và chuẩn bị dừng trước khi đến giao lộ nếu có thể một cách an toàn. C. Đạp thắng mạnh để dừng ngay lập tức. Câu trả lời đúng là B. Chậm lại và chuẩn bị dừng trước khi đến giao lộ nếu có thể một cách an toàn. Câu hỏi số 5. Làn đường ở giữa đường hai chiều dùng để A. Vượt qua xe khác khi có đường một chiều. B. Rẽ phải khi không có xe ngược chiều. C. Bắt đầu hoặc kết thúc rẽ trái hoặc quay đầu hợp pháp. Đáp án đúng là C. Bắt đầu hoặc kết thúc rẽ trái hoặc quay đầu hợp pháp. Câu hỏi số 6. Biển báo màu trắng này có nghĩa là gì? A. Chỉ được phép rẽ trái khi có mũi tên xanh. B. Được phép rẽ trái khi đèn xanh nếu an toàn. C. Được phép rẽ ngay lập tức vì đó là ngã được phép rẽ trái.
Đáp án đúng là B, được phép rẽ trái khi đèn xanh nếu an toàn. Câu hỏi số 7. Trước khi lui xe ra khỏi chỗ đỗ song song với lề đường, bạn nên A. Kiểm tra xe và điểm mù bằng cách nhìn qua sau vai. B. Bật xi nhan. C. Cả A và B. Đáp án đúng là C. Cả A và B. Câu hỏi số 8. Đậu đỗ xe không cho phép tại A. Trên đường có các đường gạch chéo. B. 20 feet từ đường ray xe lửa. C. Trong làn xe đạp, trừ khi có biển báo cấm đậu tại đây. Đáp án đúng là A. Trên đường có các đường gạch chéo. Câu hỏi số 9. Khi bạn đậu đỗ xe gần lề đường, A. Bánh xe của bạn cách lề đường trong vòng 10 inch. B. Bánh xe trước phải quẹo ra bên phía đường chạy. C. Bạn không được thắng tay. Đáp án đúng là A. Bánh xe của bạn cách lề đường trong vòng 18 inch. Câu hỏi số 10. Biển báo màu vàng này nghĩa là A. Tốc độ tối thiểu yêu cầu trên đường. B. Tốc độ tối đa cho phép trên đường. C. Tốc độ an toàn tối đa khi thoát khỏi đường cao tốc freeway. Đáp án đúng là C. Tốc độ an toàn tối đa khi thoát khỏi đường cao tốc freeway. Câu hỏi số 11. Trong điều kiện nào thì bạn phải dừng? A. Khi bạn đang đi tới mà có đèn xanh. B. Khi bạn đang đi tới mà có đèn vàng. C. Khi đường ray cảnh báo tín hiệu có xe lửa đang tới. Đáp án đúng là C, khi đường ray cảnh báo tín hiệu có xe lửa đang tới. Câu hỏi số 12. Tốc độ tối thiểu dùng để làm gì? Có tác dụng gì? A. Hạn chế, ngăn chặn lái xe vượt quá tốc độ. B. Giữ cho luồng xe di chuyển một cách thông suốt. C. Cài đặt tốc độ tối đa. Đáp án đúng là B. Giữ cho luồng xe di chuyển một cách thông suốt. Câu hỏi số 13. Bạn phải báo cho DMV biết trong vòng bao nhiêu ngày khi bán hay chuyển nhượng xe của bạn. A. 1 ngày. B. 2 ngày. C. 5 ngày. Đáp án đúng là C. 5 ngày. Câu hỏi số 14.
Bạn có dính líu trong vụ tai nạn có thiệt hại hơn 750 đô la, bạn phải báo cáo trong vòng 10 ngày với A. DMV, B. CXP, C. Công ty bảo hiểm. Đáp án đúng là A. DMV. Câu hỏi số 15. Luật California yêu cầu trẻ em dưới bao nhiêu tuổi được bảo vệ bởi hệ thống an toàn trẻ em? A. 3 tuổi, B. 5 tuổi, C. 8 tuổi. Đáp án đúng là C. 8 tuổi. Câu hỏi số 16. Biển báo màu vàng này nghĩa là gì? A. Phía trước có cầu hẹp. B. Đường phía trước cong một phía và cong tiếp ở phía còn lại. C. Được đặt trong suốt mùa đông để cảnh báo những tình huống nguy hiểm xảy ra bởi băng ở trên cầu. Lái xe cẩn thận. Đáp án đúng là C, được đặt trong suốt mùa đông để cảnh báo những tình huống nguy hiểm xảy ra bởi băng ở trên cầu. Lái xe cẩn thận. Câu hỏi số 17. Nếu bạn là vị thành niên và điện thoại của bạn đang reo trong khi đang lái xe, bạn nên A. Trả lời nếu bạn có thiết bị rảnh tay. B. Để cuộc gọi chờ trong hộp thư thoại, voicemail. C. Trả lời nếu là cuộc gọi của phụ huynh. Đáp án đúng là B. Để cuộc gọi chờ trong hộp thư thoại, voicemail. Câu hỏi số 18. Nếu tốc độ giới hạn trên đường cao tốc freeway là 65 mai một giờ, nhưng xe cộ lại đang chạy ở 75 mai một giờ, vậy tốc độ hợp pháp trên đường cao tốc là A. Giữa 65 mai một giờ và 70 mai một giờ, B. 65 mai một giờ hoặc thấp hơn, C. 70 mai một giờ hoặc thấp hơn. Đáp án đúng là B, 65 mai một giờ hoặc thấp hơn. Câu hỏi số 19. Khi lái xe có túi khí, bạn an toàn nhất khi ngồi A. Ít nhất 10 inch đối với vô lăng. B. Trong vòng 6 inch rưỡi đối với vô lăng. C. Vị trí đầu của bạn đặt trực tiếp phía trên vô lăng. Đáp án đúng là A, ít nhất 10 inch đối với vô lăng. Câu hỏi thứ 20. Bạn đang lái xe và có những xe khác đang chạy ngược lại bên trái bạn và một hàng xe đậu bên phải của bạn. Bạn nên lái A. Gần những xe đang chạy ngược lại bạn hơn là những xe đang đậu. B. Gần những xe đang đậu hơn là những xe đang chạy ngược lại bạn. C. Lái ở giữa khoảng cách từ những xe đang chạy ngược lại bạn và những xe đang đậu. Đáp án đúng là C,
lái ở giữa khoảng cách từ những xe đang chạy ngược lại bạn và những xe đang đậu. Các bạn vừa xem một trong những bộ đề thi lý thuyết lái xe ở bang California, Hoa Kỳ. Mình mong rằng video vừa rồi sẽ giúp cho các bạn được dễ dàng trong việc học lý thuyết lái xe để mà thi lấy bằng lái xe một cách dễ dàng. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chúc các bạn một ngày mới thật là an lành, vui vẻ và hạnh phúc nhé. Mình xin kết thúc video ở đây và mình hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.